Chào buổi sáng mọi người, sáng nay mình đang chuẩn bị nấu sữa nghệ kiểu Ấn Độ. Món sữa nghệ này thì có tên là Hoddy Doodh. Để làm món sữa nghệ thì chắc chắn là phải có bột nghệ rồi. Đây là bột nghệ mình sẽ sử dụng. Và trong cái nồi này thì mình có bỏ sẵn một cái quả thảo quả. Nếu như mọi người không có thảo quả sẵn thì có thể mua bột thảo quả ở ngoài chợ Mỹ á. Trong công thức này thì mình chỉ sử dụng một cái thảo quả thôi. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào 1/4 muỗng cà phê bột nghệ. Nói chung là mình cũng không có đong đếm gì nhiều hết, mình chỉ đổ vô xong rồi mình nhắm chừng thôi. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây một nhúm nhỏ bột gừng. Bột gừng thì mình sẽ cho ít hơn bột nghệ nha, một nhúm nhỏ thôi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho vào đây một ít đinh hương, cỡ một hai cái gì thôi. Rồi sau khi cho đinh hương thì mình sẽ cho vào đây một nhúm nhỏ tiêu. Nghe có vẻ hơi kỳ kỳ nhưng mà phải bỏ tiêu đi nha mọi người. Tiêu này thì mình xay ra từ cái đồ xay tiêu này đây. Đó. Cuối cùng mình sẽ cho vào đây một nhúm nhỏ bột ngũ vị hương. Chút xíu thôi. Đó. Rồi, mọi người đã thấy cái nồi này nó dậy mùi thơm chưa? Mình sẽ bắt lên bếp nha. Sau khi bắt lên bếp á, thì mình trộn đều cho mấy cái bột gia vị này nó đều. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây một cốc sữa. Sữa thì mình phải dùng sữa bò nguyên kem 100% nha mọi người. Không có được dùng sữa hạt hay là bất kỳ loại sữa nào khác thay thế hết. Phải là sữa bò thì nó mới hiệu quả. Đây là một cốc sữa. Rồi mình sẽ dùng muỗng khuấy đều lên. Mọi người biết là nghệ rất là tốt cho sức khỏe. Sữa này uống vừa đẹp da mà mỗi khi bị cảm sốt hay là bị ho uống nó cũng đỡ nhiều lắm. Vị ngọt cho sữa thì mọi người có thể sử dụng mật ong. Nhưng mà nếu dùng mật ong thì phải cho cuối cùng khi mà mình nhắc xuống rồi mình mới cho mật ong. Còn nếu mà dùng đường thì cho ngay bây giờ để khi mà sữa nóng lên là đường nó tan ra hết luôn. Mình thì mình sẽ sử dụng mật ong nên là đợi xíu nấu nóng lên xong rồi mình nhắc xuống mình bỏ mật ong vô sau. Nếu mà bỏ mật ong mình đun với mật ong á thì mật ong nó sẽ làm cho mấy cái gia vị này nè không có còn tác dụng nữa, mật ong cũng không còn tác dụng luôn. Sữa của mình đã đổ nóng rồi, để coi sữa đổ nóng chưa thì mọi người thấy là nó nổi bong bóng ở cái viền này nè, là nó đã đổ nóng rồi đó. Tắt đi. Rồi sau khi tắt lửa thì mình sẽ cho một chút xíu vanilla vào cho nó thơm. Vanilla với lại mật ong mình đều cho sau khi tắt lửa nha. Một chút xíu thôi. Mật ong thì tùy mọi người thích uống ngọt hay không mà cho vào. Mình chỉ cho cỡ một muỗng canh thôi. Trước khi đổ ra ly thì mình lọc qua một cái rây. Vậy là mình đã làm xong món sữa nghệ Hoddy Doodh rồi. Tụi nó uống thử Hoddy Doodh nè. Cảm ơn mẹ. Ngon hả? Hơi khó uống hả? Thật ra không khó uống lắm, bao vị nó hơi lạ lạ thôi. Cần thử thêm một lần nữa. Bò giống 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 Đâu phải bò giống giống, đâu có chua đâu. Ngon đúng không? Giống chai tea thôi. Uống cái này đẹp da lắm á. Cho ba uống thử. Rồi, để mẹ rót cho ba sau.
Cuối tuần này nhà mình đi mall để trả đồ mua online. Mọi người coi mall đông không nè? Nhưng mà muốn vô mấy cái tiệm để mua đồ hay là coi á, thì phải xếp hàng rất là lâu. Tại vì ở trong tiệm người ta giới hạn người. Sẵn tiện thì nhà mình ghé ăn sữa chua Giao Giao luôn. Đây là lần đầu tiên từ hồi dịch tới giờ nhà mình đi mall lại á. Chắc hơn nửa năm rồi quá. Giao Giao thì hôm nay mình order một ly Sanum với lại một ly size medium cho donut. Sanum thì mình có cookie nè, dâu tây, blueberry với lại xoài, có gummy bear nữa. Donut thì mình cũng bỏ topping y chang vậy luôn. Cái này để ăn trứng vịt lộn nè, xong rồi bỏ lên. Hôm nay mình đi Cray & Barrel mua được một cái tô với lại một cái ly xinh xinh để mình mở ra cho mọi người coi. Có hai món thôi nhưng mà bỏ hai cái bịch luôn. Đây, bịch này chắc là cái tô nè. Tô này lúc nãy mình có quay cho mọi người coi á. Ở bên trên nó có cái đôi đũa. Cái lỗ bắt ngang đôi đũa qua như thế này. Tô bự để làm tô phở đặc biệt cho ba donut. Tô này giống mấy cái tô mà ăn mì ramen á. Cái tô này thì hình như là 24 đồng. Còn trong cái túi này là một cái ly. Cái ly này hồi đó mình coi phim gì trên Netflix á, quên tên rồi. Và có bà đó tên là Olivia Pope. Bà hay uống rượu trong cái ly này. Mình tìm hoài mà không thấy nó bán ở đâu hết. Hôm nay đi chỗ này thì thấy. Đây nè. Nó là cái ly uống rượu vang á, nhưng mà nó cao lắm. Đây, để đây cho mọi người coi. Mình có mấy cái ly uống rượu vang khác rồi nhưng mà nó lùn hơn. Đây là cái ly uống rượu vang bình thường thì nó lùn lùn. Với lại cái thành này của nó cao. Còn mình thích cái ly giống vậy nè. Nó cao, rồi trên nó mập ra. Ngoài ra thì mình cũng mua thêm được một vài món xinh xinh ở mấy tiệm bán đồ trong nhà khác nữa. Hôm nay mình đi quá chừng tiệm luôn á. Mấy cái này thì mình mua được ở Home Goods. Đây, đây là một cái chén nhỏ xinh xinh. Mình rất là thích mấy cái chén sứ mà ở ngoài hoa văn khác, ở trong hoa văn khác giống như thế này. Chén này thì ở ngoài nó màu xám, còn ở bên trong thì nó lại màu trắng in hoa xám. Dễ thương không nè mọi người. Mình mua có 2 đồng 99 một cái thôi.
Tiếp theo lại là một cái chén sứ nhưng mà size bự hơn. Tuần trước đó nữa mình cũng có đi Homewood nhưng mà mình không có thấy cái chén này, thấy là mình mua rồi. Cái chén này thì cái màu xanh rất là đẹp luôn. Ở ngoài nó có hoa văn caro, còn ở bên trong nó có nền trắng in hoa xanh nè. Mọi người thấy nhã nhặn không? Ở trên cái viền thì nó có màu xanh đậm nữa. Hai cái chén này thì đều có thể sử dụng được ở trong lò vi sóng và đều 2.99 luôn. Tự nhiên bây giờ mình thấy tiếc là lúc đó mình không mua nhiều hơn cái chén màu xanh này. Mình thích cái chén màu xanh này hơn cái chén màu vàng. Nhưng mà nói chung là cả hai cái đều xinh đúng không? Nếu mà tuần sau có thời gian thì mình sẽ ra tìm mua thêm cái chén màu xanh. Ngoài ra thì mình còn mua được một cái đồ để cắm muôi với lại mấy cái đồ xào nấu á, mấy cái dụng cụ nấu ăn á. Đây thì mình mở ra cho mọi người coi. Tiệm này đóng gói kỹ ghê á, tại vì mấy cái đồ bằng sứ mà không có gói kỹ mình chở về nó bể hết trơn thì uổng quá. Đây, màu trắng đẹp không mọi người? Ở trên nó có in hình mấy cái đồ xào nấu, mấy cái muôi, rồi mấy cái đồ cán bột nữa, rất là hợp với cái bếp nhà mình. Trước giờ thì mình dùng cái đồ cắm utensils màu xanh, nhưng mà bây giờ mình không thích màu đó nữa, mình thích màu trắng thôi. Vui quá tìm được cái này vừa ý, mà còn rẻ nó chắc có 7.99 à. Hồi lúc mình đi Crate and Barrel á, mấy cái đồ cắm utensil mắc lắm. Toàn là mấy chục đồng không. Nhưng mà đẹp đó mọi người. Nếu mà khi nào nó sale rẻ hơn mình cũng mua. Đây là món cuối cùng đây. Món này thì mình mua ở Kirkland. Đây là một cái table runner để mình trải lên cái foam hard table của mình. Cái table runner này thì hoa văn của nó đơn giản thôi. Hai bên nó có cái bong bong là điểm mình thích nhất. Kiểu này thì dễ trải, mình có thể dùng chén bát kiểu gì cũng hợp hết. Ở Kirkland đang sale cái này giá gốc 20 mấy đô á, nhưng mà mình mua có 10 mấy đô à. Xong rồi mình dùng coupon 15% off nữa nên là giá cuối cùng thì như 13 đồng mấy. Nhưng mà mua về thì mình phát hiện ra là cái này hơi ngắn quá so với cái bàn ăn của mình. Bàn ăn của mình 72 inch mà cái này cũng vừa 72 inch luôn. Nó không có được cái độ rũ xuống dưới cái bàn á, nên là chắc mình phải đi return. Tuần này nhà mình đi Costco tiếp nhưng mà mua những món mà trước giờ vẫn quay ho cho mọi người coi hoài rồi nên là không có quay ho. Nhưng mà có một cái này mới nè, đây là snack tôm. Có một chị đi Costco xong giờ chị thấy mình thích ăn snack á. Chị chụp hình cho mình coi, nói là khi nào mình đi thấy thì mua thử cái snack này, chị ăn thử thấy ngon. Bây giờ mình mới ăn thử đây. Snack này thì 7 đồng mấy lận, giá cũng cao hơn mấy cái snack khác nhưng mà nó nhiều lắm mọi người. Một bịch như thế này nè. Ở ngoài không biết là nó ghi bao nhiêu gram, 445 gram. Mà mình mở ra thấy nó đầy nhóc luôn. Đây, nó còn có kèm theo cái zip nữa, để mình ăn không hết thì mình zip lại. Ở trong trông như thế này, giống mấy cái bánh phồng tôm mà mình mua về xong rồi mình phải tự chiên ngập dầu á. Còn cái này thì nó chiên sẵn hết rồi, chỉ bóc ra là ăn thôi. Mỗi miếng nhỏ nhỏ như thế này nè. Ở ngoài ghi là vị tỏi với lại bơ, ăn rất là ngon. Ngon lắm luôn á. Nó đang thử chấm điểm nha. Nhìn là thấy bà thích rồi, snack là không bao giờ chê đâu. 5 sao. 5 sao. Ngon không? Ăn giòn ngon lắm mọi người. Nếu mà nhà bạn nào mà hay ăn gỏi á, mua cái này ăn kèm cũng ngon. Giống như lúc nào cũng được đi ăn dỗ. Gói snack bự quá nên là mình quay dọc lại mọi người mới có thể chụp được màn hình cho dễ nè. Bạn nào mà thích mua thử bánh phồng tôm á thì ra mua thử nha kẹo hết. Tại vì thấy nó cũng không có còn nhiều đâu. Snack này mà có thêm một ít vị của tiêu á, hoặc là có tiêu ở bên trong luôn thì ngon nữa. Nhưng mà không có. Mình đang nấu thử mì ramen hôm bữa mình mua ở Costco. Loại này thì mới, nó làm theo kiểu mì ramen của Nhật đó mọi người. Không biết là Nong Shin làm có ngon không. Ở bên trong thì nó có một gói soup base với lại một gói tương ớt. Hai hộp đều giống nhau. Đó. Mình đang bắt nước sôi rồi mình thấy cái sợi mì nó hơi bự á, nên là mình muốn nấu ở trên nồi xong rồi mình đập thêm trứng vô nữa. Mình sẽ thử nấu một gói bằng lò vi sóng xem sao. Lò vi sóng thì mình phải quay trong vòng 4 phút. Sau khi nước sôi thì mình đặt thêm 3 quả trứng vô cho nó chín. Trứng thì mình không có khuấy lên, mình để yên một chỗ để cho nó chín giống như là trứng luộc thôi. Trước khi nhắc xuống mình mới bỏ hạt nêm với lại cái gói ớt vào.
Nhìn vậy chứ nó cũng nhanh lắm mọi người, nên chắc là lần sau mình chỉ sử dụng lò vi sóng thôi. Nếu mà dùng lò vi sóng mà các bạn vẫn muốn ăn trứng thì các bạn đập thẳng trái trứng vô xong rồi bỏ vô lò vi sóng 4 phút là mì nó cũng mềm mà trứng nó cũng chín luôn. Nhìn chung là mì này ăn rất là được, thơm, ngon, nước dùng béo. Nhưng mà vị của nó thì cũng không giống như là mì ramen kiểu Nhật 100% đâu. Mình thấy nước dùng nó cũng hơi na ná như là cái mì Nong Shim Black. Nếu như mà mọi người không có bỏ cái gói dầu mè ớt màu đỏ vô thì giống y chang là mì Nong Shim Black. Còn bỏ vô thì nó giống mì ramen của Nhật hơn. Mì này đang sale ở Costco, nếu như mà mọi người thích ăn mì gói thì nhanh tay ra mua nha. Hình như là hết tháng là hết sale hay sao đó.